Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là một món nồi của Tiger. Đây là dòng Tiger cao cấp nhất của Tiger nhé các bạn. Nồi này có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo, khoảng 4-5 người ăn. Đây là mẫu cao tần áp suất điện tử gọi là đầu tiên của Tiger đấy các bạn. Thì về công nghệ về đây thì họ chuyển qua áp suất điện tử. Đây là nồi Tiger son gốm, nấu ở nhiệt độ 280 độ, nó tạo ra cơm cháy gọi là cao nhất luôn nhé các bạn, giòn nhất luôn. Đấy. Đây, thông số đây các bạn này. Đấy, mã nồi là JBL nhé các bạn. Cái này sản xuất năm 2021 nhé các bạn. Đây 2021 này. Đấy. Nồi còn rất là đẹp. Màu này màu xanh đen nhé các bạn. Màn hình này cảm ứng luôn. Rồi, mình mở bên trong các bạn xem. Đấy, áp suất điện tử. Nó gần giống như Pana luôn đấy các bạn. Cái dòng này thì nó có thêm một cái nữa, đó là nhiều người lầm tưởng ấy các bạn, nó có một cái lỗ để các bạn nhìn này, nhiều khách hàng nhầm tưởng đây là nồi nó có hút chân không, nhưng thực ra không phải. Cái bơm này là cái bơm ẩm chân không để hoạt động ở giai đoạn đầu, còn cái bơm ẩm để hoạt động ở giai đoạn sau. Đấy, thì khi mà cơm gần chín nó bắt đầu cái nó kích hoạt cái motor này lên để nó hút ẩm của trong cái nồi ra. Đấy, tại vì nấu cơm cháy nhiệt độ nó chênh lệch ở bên ngoài ở bên trong các bạn rất là cao, thì nó sẽ tạo đọng nước ở đây, nhưng mà cái dòng này thì nó có thêm cái bơm ẩm ở đây nữa, nó tạo nó hạn chế cái tình trạng cơm ẩm nhé các bạn, cơm gọi là son đọng nước. Rồi đây son gốm rất là đẹp nhé các bạn. Ở Nhật thì cái son này họ bảo hành đến 7 năm ấy các bạn, riêng cái son gốm là bảo hành lên đến 7 năm, nhưng mà thực ra ở Việt Nam thì không ai lại hư mà lại gửi qua Nhật cả, tại vì cái chi phí vận chuyển về rất là đắt. Đấy. Cái này mình chưa lau kỹ nhé các bạn. Cái này các bạn đấy nó có một vết xước nhẹ các bạn này. Đây. Đấy, còn lại là không vấn đề gì nhá. Ngoài rất là đẹp luôn. Son cũng vậy, gioăng cũng vậy. Rồi, để mình ghi miệng cho các bạn xem thử nhé. Đây. Đây, nấu gạo trắng các bạn này. Đấy. Cái này nó còn có một cái chức năng gọi là nấu cơm theo loại gạo luôn đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà những cái loại gạo này thì ở Nhật thôi. Chứ ở Việt Nam thì không có. Đấy, mình cứ nấu gạo trắng này. Rồi chế độ cháy này. Đấy. 1 2 3 này, còn chế độ dẻo này. Đấy, càng về sau này càng dẻo nhé các bạn. Đấy. Đấy, ở mình đặt ở trung bình. Cháy thì mức 1 thôi, còn bạn nào muốn ăn thì mức 2, còn muốn ăn nữa thì mức 3. Đấy. Nhưng mình khuyên các bạn nên đặt mức 1, mức 2 thôi. Mức 3 thì lâu lâu mình nấu nhé các bạn. Rồi, mình nhấn nút nấu. 52 phút. Đấy. Rồi vậy là nó tự động lưu, sau này các bạn mua thì các bạn chỉ cần ấn nút nấu thôi, không cần cài đặt cái gì khác nữa. Rồi mẫu nồi này mình đang bán với giá là 7 triệu nhé các bạn. Đấy, giá này là giá giống như giá mình giảm luôn, giảm hơn 1 triệu rồi các bạn. Giá này là tính là bằng nồi bãi luôn. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.